Vâng, Zika Audio âm thanh số hôm nay sẽ giới thiệu với các bác là cách đấu trầm kết hợp với âm ly nhé. Vì cũng có bác, rất nhiều bác hỏi là mua trầm điện về mà kết hợp âm ly như thế nào mà tôi không biết đấu. Thì hôm nay em xin trả lời với các bác là em sẽ hướng dẫn rất là chi tiết đấu như thế nào và kết hợp ra sao với âm ly. Thì cũng là như mọi hôm thôi, thì hôm nay em giới thiệu cơ bản về cái mặt sau của trầm. Hôm nay em lấy ví dụ là con Boss AM1200 màu đen, rất là đẹp. Con này cũng rất nhiều gia đình mình dùng. Đầu tiên thì cũng là cái cánh tản nhiệt thôi. Cánh tản nhiệt phía sau màu đen. Kế đến là cái logo Boss AM1200 này. Đấy. Nói chung là bên em là hàng Trung Quốc nhá, không lại bảo là hàng Mỹ, hàng Mexico, hàng Nhật, hàng Đài Loan. Thì em chắc chắn một các bác một câu nó đỡ phải là giải thích nhiều, là bên em là hàng China loại 1. Đây thì phía sau cái bộ bằng mạch của nó thì có cái cổng tắt mở này. Cổng tắt mở rất là trơn. Và cái hộp cắm chỗ cắm dây nguồn này, ba chân này. Đây. Cái này đặc biệt là chạy 220V nhá. Phía dưới cái ổ cắm dây nguồn ba chân này thì nó có một cái cầu chì để tự ngắt, tránh cái trường hợp chập cháy khi dòng điện nó lên xuống thất thường, thì nó sẽ tự bảo vệ cái cục trầm này của gia đình các bác. Và công suất của con này là 270W nhé, công suất 270W. Thì về các cái cổng kết nối và những cái núm volume thì em cũng giải thích chi tiết. Đây là cái núm LPF. LPF là gì? Nên là LPF là cái núm cắt súp, cắt tần số cao và tần số thấp. Thì đây nó có cho giải tần từ 40 đến 150 Hz. Thì khi mà chúng ta vặn về 40 Hz này, vặn về 40 Hz thì nó sẽ cắt tần số thấp. Từ 40 Hz trở xuống nó sẽ cắt, nó không lấy. Nó sẽ lấy từ 40 Hz trở lên. Và khi chúng ta vặn về 150Hz thì nó sẽ cắt tần số cao. Nó sẽ cắt tần số từ 150Hz trở đi. Nó không lấy thì nó lại lấy từ 150Hz trở về, để cho chất âm nó chắc và nó phù hợp với tai chúng ta. Và bên cạnh nó là volume, thì là volume tổng rồi. Min, max này, to và nhỏ. Đây, các bác nghe như nào cho nó hợp tai mình thì các bác để nhé. Còn cái công tắc đảo pha này, thì các bác mở nhạc thì các bác nhớ để 180 độ nhé, thì nó sẽ đồng tiếng bass so với hai loa chính của gia đình nhà mình. Còn ví dụ là các bác để xuống 0 thì nó sẽ đánh ngược tiếng trống, nghe rất là khó chịu nhé. Các bác nhớ là để 180W, 180 độ. Thì bên này thì có hai ô, một ô là line in này. Line in đây là cái cổng tín hiệu vào của cái bằng jack cắm AV. Các bác cắm từ đằng sau âm ly ra nhé, bằng jack cắm AV thì các bác đấu vào hai cái cổng L và R này là nó sẽ nhận tín hiệu nhé. Đây cũng là cổng súp này, cắm từ vang xuống này. Đây là cắm súp cắm từ vang xuống, đây là LR cắm từ âm ly ra. Nói chung là nó tích hợp rất là nhiều về cái chức năng để gia đình chúng ta kết hợp từ những thiết bị như thế nào. Còn cái bên này là có hai cái cổng rắc đỏ đen này. Thì là các bác đấu bằng dây tín hiệu nhá. Các bác đấu từ đằng sau âm ly ra và các bác đấu bằng dây tín hiệu bằng cái rắc đỏ đen này, nó cũng nhận nhá. Nói chung là nó tích hợp được rất là nhiều các thiết bị khác nhau, đâm ra là người ta thiết kế chúng ta rất là linh hoạt. Hoặc là các bác lấy tín hiệu từ loa đằng sau loa ra cũng được. Các bác đấu vào đây bằng rắc đỏ đen này. Hai cái cổng đen này giống nhau nhé. Thì bác đấu vào cổng nào cũng được, thì là con trầm này nó sẽ nhận tín hiệu và nó chạy. Thì sau đây em sẽ hướng dẫn các bác cách đấu nhé. Còn đây là dây tín hiệu các bác nhé. Đây là dây tín hiệu này. Thì em khuyên các bác là khi trước khi đấu dây tín hiệu vào tất cả thiết bị âm thanh nào thì các bác nên đấu một đấu mối nối như thế này. Thì để làm gì? Nó đơn giản nhất, hiệu quả. Tức là sau khi mình đã đấu trực tiếp vào hai cổng này rồi thì trong cái quá trình sử dụng mà nó bị bung ra ấy, thì hai cái đầu này nó sẽ được tự tách rời nhau nhé. Đây cái mối nối này nó tự tách rời nhau để cho hai cái đầu không chập cháy, không gây chập cháy được các thiết bị. Nói chung là nó đơn giản nhưng nó hiệu quả. Đây, sau đây em sẽ đấu cho các bác.
Đây, sau khi em đã đấu xong bằng cái rắc đỏ đen này, đây rất là đơn giản đấy ạ. Đây cái mối nối này nó sẽ đỡ cho sau này nó bung ra thì nó gây chập cháy. Và em khuyên các bác là nên đấu bằng cái dây tín hiệu vào cái rắc đỏ đen nhé, vì là bằng cái cổng rắc đỏ đen này nó sẽ cho cái tín hiệu âm thanh công suất lớn hơn cái bên cổng dây AV này nhé. Các bác đấu như này này thì âm thanh nó sẽ chắc và mạnh hơn. Rồi sau đây em sẽ đấu vào âm ly. Đây là sau đây em sẽ đấu với con âm ly Jaguar 506 các bác nhé. Em lấy tín hiệu từ sau âm ly ra. Rồi sau em sẽ quay đằng sau em lấy như thế nào nhé. Sau đây từ sau âm ly các bác nhé. Đây là dây tín hiệu của trầm này. Em đấu trực tiếp vào cái dây tín hiệu ra của loa sau âm ly. Em đấu chập với nhau đi ạ. Đây, đây là tín hiệu nó đã hoạt động rồi nhé. Thì sau em nối vào con trầm. Đây, dây đi vào con trầm. Đây là nó chạy rồi. Là tín hiệu đã nhận. Rất là đơn giản thôi các bạn ạ, không quá khó đâu. Nhiều bác hỏi thì cảm thấy nó phức tạp. Hôm nay em hướng dẫn rất là chi tiết. Vâng, hoặc các bác có một cách đấu khác nữa là các bác lấy cái dây tín hiệu này của trầm này, các bác đấu nối tiếp từ đằng sau loa ra. Như thế này nó cũng nhận tín hiệu nhé. Vì nó không ăn công suất, nó chỉ nhận tín hiệu thôi thì các bác đấu từ đằng sau loa ra cũng được. Đây là hai cách đấu rất là đơn giản và hiệu quả. Và sau đây em sẽ bật trầm lên em test cho các bác. Và sau khi em đã đấu hướng dẫn các cách đấu của con trầm điện thì hôm nay em đang test nhạc cho các bác. Như thế này là chạy luôn các bác nhé. Cắm nguồn. Con này chạy nguồn rời ngoài thì cắm vào và tín hiệu nhận tín hiệu từ âm ly hoặc là từ sau loa em cũng hướng dẫn chi tiết rồi. Thì nó đang chạy đấy ạ. Bây giờ chúng ta chỉ việc thưởng thức thôi ạ. Các bác cứ xem cái clip em hướng dẫn này thì các bác đấu có thể đấu được tất cả các loại trầm điện nhé. Cả âm ly hoặc là đẩy đều kết hợp được. Về cơ bản nó là giống nhau. Em hướng dẫn rất là chi tiết. Nói chung con trầm điện, dòng trầm điện thì đấu rất là dễ, không quá khó. Em hướng dẫn chi tiết thì các bác cứ làm theo như bên em thì các bác sẽ đấu được tại nhà. Đây, em đã đấu với con âm ly Jaguar 506 rất là đơn giản. Vâng, các bác cảm thấy hay thì các bác like và chia sẻ kênh bên em nhé. Vâng, em chào các bác. Chúc các bác một ngày thật nhiều niềm vui và sức khỏe.